ví dụ mình có là pin dự phòng, Pin dự phòng thì cũng sạc bình thường nha. mình giống như phòng mình ghim vô, Dạ đúng rồi. mình sạc ở nhà trước xong mình ghim vô ha, Dạ chứ đúng để rồi. bỏ sạc thì làm sao sạc đúng không? Dạ. Cậu cắm à, giống như Samsung Dạ đúng rồi, cái này là hiệu hình Android mà. Nó xài à, Android. rồi giờ có máy Dạ, tấm ba đi được cái này không? dạ tấm ba đi được cái này là tai nghe. Nó xài toàn bộ của Android. Anh muốn xài tai nghe Bluetooth hay là tai nghe dây gì cũng phải xài của Android. Cho này thì anh thấy nó cực kỳ tốt mà. Cái này sử dụng giao diện của nó cực kỳ đơn giản, các bé dễ sử dụng. Chứ còn những cái dòng khác nó sẽ hơi phức Nhiều biết là như vậy tạp. Đúng rồi, các bạn lại đúng rồi. Mấy phiên dịch chủ yếu như chỉ dịch mà. Ghét cái đặt của sim, chứ cái đặt của sim nó gì qua Mỹ thì không có sim qua Mỹ, Dạ đúng rồi. nó chỉ bao giờ nó là phí cho nó. Tại vì cái công nghệ là công Sim thì dán ở đâu? còn nếu như điện thoại của anh có sim 4G rồi á, Ví dụ tôi anh chia rồi. sẻ thẳng qua bên đây xài thôi, không còn phải mua thêm sim nữa. Quan trọng là bây giờ cái data Việt Nam đem qua Mỹ em xài là nó nó nhiều nhiều tiền gì đúng nó rồi đó, đúng rồi, quan nó trọng rất cái chuyện đó chứ còn tiền tiền cái đó thôi. Tại qua vì bên kia thì là anh cũng đã mua một cái sim để anh sử dụng internet, thì em chỉ cần mua một máy thôi, sử dụng trên cả hai. Lấy hả? Dạ đúng Gắn rồi. sim vô, Dạ đúng giống rồi. như sim điện thoại, nhưng mà qua Mỹ mình gắn vô, mình xài nhiều sẽ ít thì nó tiêu hết cho mình đó. Đúng Dạ đúng rồi, không? đúng rồi. Nhưng mà cái này á, anh thì nó hao tốn năng lượng, dung lượng không có bao nhiêu cả, tại vì nó chỉ có dịch thôi. Khi nào mà anh sử dụng điện thoại của anh á, nó rất nhiều. Khi họ gắn Tức là nhiều. khi mà anh bỏ, anh sử dụng cái điện thoại của anh là anh vừa lướt mạng, anh vừa xem video. Đó, thì nó sẽ hao tốn năng lượng nhiều. Cái này cái nói cho này được cái nha, thì cả mà hai tốn nhiều quá đúng không, cả hai cái là được mày uống bia nhậu cũng hết à, phải kệ mua cái để dành đúng không? Được chưa Xài bớt tiền đi chứ để con lại xài cũng vậy à. Nano SIM à?